nhá. Trước VS có một sóng P giống nhau, ví dụ như thế này. Đó. Các bạn sẽ thấy dạng nó bình thường, VS nó hẹp này. Trước nó đều có một sóng PS hình dạng giống nhau, khoảng PR giống nhau, tần số của nó từ khoảng 100 đến 200 lần một phút. Thì cái này chúng ta gọi là nhịp xoang, nhịp nhâm xoang. Thường thường ở trẻ em thì nhịp xoang nó thường là hiếm khi nó vượt quá 200 lần phút. Nên với nhịp nhâm xoang thì chúng ta thường phải không phải điều trị nếu như mà tần số của nó mà dưới 180 lần phút. Còn trên 180 lần phút thì tùy theo triệu chứng của bệnh nhân có triệu chứng hay không có triệu chứng. Nếu như có triệu chứng thì chúng ta cân nhắc điều trị, còn không thì thường chúng ta chỉ điều trị triệu chứng là nó ổn thôi. Bây giờ cũng mới đấy một cái tình huống chúng ta đều thấy QoS nó xảy ra rất đều đặn, mà cái QoS có sóng P giống nhau, đây là cái âm, và khoảng PR là cũng bằng nhau. Thì với tần số từ 200 đến 250 lần phút thì theo Vân Anh cái này mình gọi là chi? Có Vân Anh có Dạ bằng ngày có à, thì cái này thì thường là mình sẽ gọi là chi? Dạ Đúng rồi, nhịp này. Dạ Bằng à, thì theo bằng cái đấy là dạng dấu loạn nhịp đấy, nhịp nhanh gì đấy, nhịp nhanh thế này có phải tê xoang không? không nhịp nhanh thật Điệp à, em nghe này. à, theo em thì nhịp nhanh đây của điện tâm đồ này là nhịp nhanh gì đấy? Đây cũng có sóng B trước QRS đều giao là đây, sau này mình phải tìm nhanh Rồi. Tần số này từ 200 250 lần phút này có nghĩa là mấy 1.500 này chia cho 5 ô nhỏ và ra 250 lần phút, mà QS này này hẹp chứng tỏ dẫn truyền đến nhì xuống, nhì này tổng P này đâu phải P của xoáng, P xoáng này từ P dương này. Có nghĩa P này là P âm, mà thì P này của ai? Không Thất phải xoáng thì của ai? nghĩ thất rồi Thất à. là trên thất Thất tranh thất buồn nối à. mà. Lệ Mỹ Lệ, Lệ có à, Lệ trực tiếp à, nhiều lần số lần có không luôn thật được gì thật. Dạ thầy, thầy hồi nãy giờ em trực em không có nghe được câu hỏi thầy. à. Mà thấy không, thấy Là chưa, sao vậy? thầy ba thầy Dạ thầy ba ba của thầy chưa em có thấy thầy. à, với cái điện tâm đồ này thì mình gọi là nhịp nhanh gì, khi mà tần số của nó đến 250 lần phút mà QS thì nó là hẹp giống nhau, trước đó là có một sóng P đó, khoảng PR cũng bằng nhau, nhưng cái P này P âm. Dạ em nghĩ là nhịp nhanh
nhịp nhanh nút này do cái sóng bên nó truyền được lên nên nó bị âm, còn cái QRX nó vẫn bình thường, tắt to bóp cũng bình thường. Dạ, nhịp nút à, đều làm như thế này mà, QRX hẹp mà. Thế thì sóng có sóng P thì chứng tỏ là có sóng chi? Sóng P là ai? Ai bóp? Nhị bóp này. Đó, nhị bóp. Đó, bạn phải chỗ xoang thôi. Nên dạ, các bạn à. Ok rồi, loạn nhịp đơn giản mà. Coi như là mình cũng bụi rồi. Cái này nhịp nhanh nhị kịch phát thôi. Yeah. Bây giờ một dạng khác, QRS nó vẫn là hình dạng bình thường này, các bạn thấy bình thường này, QRS bình thường hẹp thế, trước nó có hai sóng P, này, P này, mà một chiếc một QRS thì có hai sóng P hết. Và khoảng cách là PR nó bằng nhau nha. Yeah. Phân số này, từ P này đến P này là 5 ô nhỏ nghìn tỷ kia này. À, 6, 7 ô nhỏ. Vị trí? 6. 6 ô nhỏ nha. Yeah. Phân số đến 250 lần phút. Vậy theo điệp, cái này là chi đây? Nhịp gì? Dạ, nên có sóng B là nhịp son là thầy, nhưng mà cho thử thì thật. Cái này phải tê son không? B đều nhau, có một cách. Yến, dạ, trên phòng 1. Dạ, phát thanh. À, đọc lại cái này không? Dạ, tư nhẫn. Tân số mà đến 250 ấy, có phải tân số của xóa nữa không? Dạ, tân số B ở trước. Em vẫn nghĩ là nhịp nhanh nhỉ kèm với em. Nhịp nhanh gì sao? Hả? Dạ, tần số từ 200-250 là nhịp nhanh nhảy thịt phát kèm với lại mất chí cũng đạm không bắt được. Đây T có QRS không? Dạ, mất một QRS. Đây T có QRS, T không QRS, T có QRS, T không QRS. Dạ, như vậy đi ra hành mất QRS. Dạ, khả năng là block. Khả năng như nữa, chắc chắn như nữa. Có nghĩa là tần số nhì, các bạn sẽ thấy tần số nhì T này, P rất là đều đặn, tần số của nó đến 250 lần phút này. Mà P này thì có QS, P này không có QS, P này có QS, P này không có QS. Có một cái nhịp nhanh nhịp kích phát là nhanh quá, cho nên có nhịp thì nó qua được, nút nhịp phát thì có QS, và nhịp thì là bị chèn lại, nên người ta gọi là nhịp nhanh kích phát nhé, kèm block nhé, kèm block nhịp phát là 1-1 nhé. Cho nên nếu như chúng ta không phân tích theo kiểu mà tương quan giữa T và QS thì chúng ta đếm từ tần số của phát là bao nhiêu lần phút? 13 ô, 1.500 chứ 13 ô là mấy?
Như được không? Như mòn là bao nhiêu lần là phút? 85 là khoảng 85 lần phút nhé. Thế nếu mà các bạn thấy bắt mặt thì vẫn 115 lần phút thôi, nhìn điểm dẫn đồ thấy nó đều 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 đấy, và ở dưới này tần số tim mà bình thường thôi thì 105 lần phút là bắt 7 liền. Đó là tần số của thất, còn tần số của nhì nó là lên đến kịch phát rồi, đến 250 lần phút rồi. Thế nên để phân tích nhịp phải dựa vào phức bổ QF và dựa vào mối tương quan của P ở phía trước. Nó 1, 2, 3, nhiều PP nó hình dạng như thế nào và giống nhau không? Và P nó, khoảng PR nó có bằng nhau không? Để biết là từ một ổ nó phát ra hay là nhiều ổ. Rồi, với cái điện tâm đồ này, Phấn đọc được không? Tiến Phấn. Dạ, thêm ý là cồn nhí thế ạ. Người đang biết cồn nhí. Dạ, chính là mình thấy đúng rồi đó, mà người đang biết cồn nhí. Thì thứ nhất là sóng B xuất hiện rất là nhiều, tần suất là tới 250 đến 350 thì là trong khi QRS là tần suất khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì 850 QRF hẹp. QRF là hẹp. Trước thì có dẫn truyền từ dân nhì xuống, các bạn phải luôn phân tích QRF hẹp là dẫn truyền từ dân nhì xuống nhé. Nút xuống mà đây là nó có P trên các cạnh từ dân nhì. P đi hình dạng giống nhau nhé, tần suất của nó là 5 ô nhỏ là tần số đến 300 lần một phút nhé, và hình dạng là giống nhau, và 1, 2, 3, 4, 5 cái mới có một QS, rồi 1, 2, 3, 4, 5 cái có một QS, có nghĩa là tần số P hình răng cưa và tần suất 3, tần số 300 lần phút, thì đây là một cái cuồng nhỉ. Cuồng nhì và nó kèm theo block nhé, block theo chu kỳ 51 nhé. Đó. 1, 2, 3, 4, 5 thì có cái, 1, 2, 3, 4, 5 là cái bình thường nhé. Thì đây là cuồng nhì, nó kèm block nhì thất đều nhé. Cứ 4 nhịp tắt thì có một nhịp không, 4 nhịp tắt thì có một nhịp không. Cho nên khi phân tích điện tâm đồ thì chúng ta luôn luôn phải dựa vào QS và liên quan một phẩm T trước như thế nào. Bây giờ chúng ta sẽ thấy dạng QS thay vì hẹp là rộng, chóa như thế này cũng xảy ra tần số đều nha. Thì 8 8 có về điện tâm đồ này thì mình nghĩ đến nhịp nhanh gì đây? Có thám à, không có thám đi thám nó bảo thám. Dạ em thầy. Dạ đây nghe em thầy. Dạ đây là sao đây thám? Dạ cái này là mình không thấy sóng B thôi. Nhịp nhanh thì nhịp nhanh của thất. Dạ à, trời rồng nhịp nhanh của thất nó tần số của nó cái ni sắp xỉ 150 lần phút thì mình dạ. Gọi là gì, gọi là gì? Dạ nhịp nhanh thất thôi. Bình thường thất là tần số bao nhiêu? Dạ bình thường thì dạ dưới 100 lần thôi. Dưới 100 lần dạ, trên với dạ. Tần số này gọi là kịch phát rồi chứ không phải nhanh được nhé. Kịch phát hả thầy? Dạ
nhờ tần số đến 250 đến 300 lần phút thì cái này gọi là chi thắng. Dạ. Nhịp nhịp trên một cấp độ nữa. Tốt nhịp nhanh. Tốt. Tốt chuyên ca 1 Đà Nẵng. Vậy mọi người thấy QS rộng và tần số của nó như ở trường hợp này là tần số lên đến 300 lần phút. Ta cũng chiến thì kịch phát một cấp là chi? Cái này là cùng thất hả thầy? Đó, cuông nhé. Cũng như bên nhì thế yeah. Thất với tần số ở trên 250 là gọi là cuồng thất nhé. Và cùng QS chọi rồng. Giờ mình giảng QS chọi rồng nhé. Nhưng mà nó xảy ra rất là không đều, phải cao phải thấp. Tần số lúc rất là nhanh lúc là lại thưa ra một chút. Và bây giờ chúng ta thấy là không có đường đẳng biệt biến độ là rồng như vậy thì gọi là chi cung. Nếu như tần số này đây cái đây này là tần số của nó thì 400-500 lần phút thì trên cấp cuồng này chi. Nặng hơn cuồng là đây chí Huyền. Dạ em thưa thầy là trung thấp. À cuồng thì đến rung nhé. Bởi cái biến độ mà lớn hơn 50m thì người ta gọi rung thấp sóng lớn nhé. Và cũng thì hình dạng có như là ngoan ngoèo. Nhưng mà bây giờ nó nhỏ hơn 50m nhé. Như đường ngoan ngoèo này thì người ta gọi rung thấp sóng nhỏ, còn nghĩa là thì đó là với những nhịp nhanh bất thường nhé. Thì chúng ta sẽ có những khái niệm về kích phát nhé, cuồng và rung nhé, tùy thuộc vào tần số tức là nhanh thì cỡ nào. Bây giờ sang dạng nhịp không đều thì chúng ta sẽ phân tích theo từng loại. Thứ nhất, QS nó vẫn bình thường, nhưng mà nó xảy ra tình huống, các bạn sẽ thấy nó rất đều, nhưng mà xảy ra một tình huống có một cái QS nhé, nó lại không đều. Mà chúng ta sẽ thấy khoảng P, dòng P là giống ý chang nhau, PR cũng giống nhau, PR cũng giống nhau hết. Chỉ khác là khoảng cách từ đây đến đây rộng, khoảng cách từ đây đến đây là cũng rộng ít hơn tí, rồi khoảng đây còn ít hơn tí, có nghĩa là nói nôm na là đây là hình dạng của gì? Lễ Đà Nẵng. Những quả không đều người ta chấp nhận là cho phép, không phải tuyệt đối. Ví dụ RR đây, RR đây người ta phải đều, mặc dù là không phải là bằng nhau hoàn toàn, nhưng mà nằm trong giới hạn nhỏ hơn 3-4 ô nhỏ thì vẫn xem là đều. Mà từ đây là đến đây là lớn hơn 4 ô nhỏ, trên khoảng này là chậm, khoảng này là nhanh, này là nhanh nhé. Thế người ta xem chân nhau mà lớn hơn 4 ô nhỏ đó thì người ta mới gọi là không đều. Dạ thưa thầy, là xoan không đều. Thì là nhịp xoan không đều thôi, bởi vì khoảng cách nhiều các nhát bóp của tim nó xa, nó gần nhau nhé. Thế mình sẽ cảm nhận được không đều khi mà khoảng thời gian là phải chân nhau trên không phẩy 16 giây nhé. Dù ở đây là 1, 2, 3, 4 ô lớn, đây là 1, 2, 3, 4, 5 ô lớn,
đây 1, 2, 3, 4, 5, 6 là lớn chết là chân nhau. Cái ô này so với ô này là chân nhau điểm cả là 2, 3 giây nè. Không phải 2, không phải 3 giây. Bây giờ, với điện tâm đồ này thì lấn. Dạ. Đây là một cái gì? Điều là nhịp không đều dạng kia em. Quý ơi, hẹp hay không hẹp? Tao không gọi điện. Cao Linh. Quý ơi, quý ơi, hẹp không? Hả? Dạ có rồi. Dạ có rồi. À, hẹp, thì đó chứng tỏ là dẫn chuyên từ trên nhịp xuống như nữa. Dạ đúng rồi. Giúp quý ơi, là có sóng phê không? Dạ có. À, có sóng P chứng tỏ là khẳng định là chắc gì rồi. Dạ. Mệt P, mệt PQ có chiếc khác không? Hình dạ, dáng, khoảng PQ hình dáng nó giữa các phức bộ PQ RX nó không giống nhau ạ. À. Như thì, vậy có phải nhịp xoắn không? Dạ. Nhịp xoắn không? Dạ không ạ. À. Cái này em đang nghĩ nhịp nhanh nhỉ đâu ạ. À. Cái này là rất nhiều thì sóng P hình dạng khác nhau và khoảng PR nó cũng đều nhau trên nó khoảng một của nhịp xoang nhé. Trên đây là người ta gọi là một cái nhịp nhỉ đa ổ nhé, hay người ta gọi là ổ tạo nhịp lang thang nhé. Em gọi chỗ này gọi của anh cái gì nhỉ? Điện thoại anh đang online nghe gọi xuống cái gì xuống. Cho nên nhìn đó để chúng ta phân tích thì chúng ta sẽ dễ dàng chẩn đoán ra đây là cái dạng rối loạn nhịp của nó nhé. Với cái này Minh chuyên khoa 1 Đà Nẵng. Dạ có em thưa thầy ạ. QRS dạ, em không? Muốn là phức bộ QRS hẹp và em thấy là có các cái sóng dạng nhưng không phải sóng P mà sóng lăn tăn thì em nghĩ là dung nhi P đấy chứ. P đó là sóng lăn tăn đó chính là sóng P đó. Dạ. Hình dạng nó giống nhau. Không ạ. Hình dạng giống nhau. À. Hình dạng nó chẳng giống nhau chút nào hết nhé. Yeah. Tần số của nó sao? Dạ, tần số nhanh ạ. Đúng. Ở trên 300 lần phút. Yeah. Đến 600 lần phút. Yeah. 5-600 lần phút. Từ đây đó là cái gì đấy? Dạ, rung nhí thầy ạ. Ờ, chính xác. Yeah. Đó, rung nhí. Coi như là rất 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 nhiều cái ổ nhí cũng phát xung đầu. Lâu lâu mới có một cái dẫn truyền qua được nhí, nút nhí thấp thì nó sẽ làm cho thấp cử cực nữa, bóp một cái. Loa thì bóp cái, cho nên trong rung nhịp chúng ta sẽ thấy là tim đập loạn xạ nhé. Bây giờ dạng nhịp không đều tiếp theo vẫn là QRS xảy ra bình thường, nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ có cái dạng như thế này. Đó. Một cái sóng P. À, một cái chúng ta đang thấy các phức bộ QRS đều hẹp nhá. Thì theo Nga thì đây là rối loạn nhịp gì đây Nga? Block thì thật. Dạ thầy để em nhìn cái thật thầy. Thầy nhìn này. QRS thì đây là QRS bình thường. Cái này là cái này này ra là để giao tới này muộn hơn nên là cái này này trở lại bình thường. Dạ, ngoại tâm thu nhĩ hả? Ngoại tâm thu nhĩ thầy chắc không? Dạ bé này giống bởi vì cái này bé giống anh giống hi cá nhá. À thế thì đó thì những cái nhịp tới sớm, từ nhịp tới sớm và có thời gian nghỉ bôi nên đáng nhẽ tới đây nói gió cũng bóp sớm thì đó là người ta gọi là nhịp ngoài tâm thu, và ngoài tâm thu này nằm ở trên nhĩ.
ngoại tâm thu nút xoang thôi ạ. Cái sóng P này thì nó giống như các sóng của các điện thoại thì người ta gọi là ngoại tâm thu xoang, nhé, nút xoang. Dạ. Nên các bạn thấy, cho nên ngoại tâm thu xoang thì khi chúng ta dễ nhầm cái gì? Nhịp gọi là nhịp xoang không đều đó, nhé. Nhưng mà nhịp xoang không đều thì nó không theo quy luật này hết nhé. Những cái này nó sẽ theo quy luật, nó sẽ có khoảng nghỉ bù. Các bạn hiểu không? Cả bên kia là nhanh chậm không đều nhau nha. Đây là có khoảng nghỉ bù này. Nếu như các bạn đo khoảng từ đây này, này là cái khoảng từ đây đến đây thì các bạn ráp mới hẳn cũng bằng cái khoảng phía sau nhé. Nó tới sớm nhưng nó sẽ nghỉ bù chút nhé. Rồi, cái chu chuyển này RR phẩy này nó sẽ bằng 2RR nhé. Bây giờ cái dạng này là nhé, là chi thảo một sóng P trả lời đúng thảo dạ QRS bình thường hay là hình hẹp hay là rộng dạ QRS như bình thường dạ bình thường chứ QRS có P không có dạ có B giống nhau không? Không. Hả? Không. B không giống nhau. Cái nào không giống? Cái số 3. Cái thứ mấy không giống? Cái số 3. À. Cái này là P này mà nó đều là đi trước QS hình dạng xem là giống nhau. Mà để cái P này thì thời gian nó tiến sớm hơn thường lệ mà hình dạng sao? Thay vì là dương thì bây giờ nó là chỉ âm. Âm là âm mở để chứng tỏ cái này cũng phải xoang rồi nha. Và sau đó là có thời gian nghỉ bù thì nó lại cái P dương trở lại. Trên cái này gọi là gì? Còn P này khác, các P khác mà đi sớm hơn thường lệ thì người ta gọi là gì? Nhịp chí. Nhịp tới sớm ngoài tâm thu thôi. Và tâm thu đây ở nhĩ thì gọi là ngoài tâm thu nhĩ. Nên phân tích để mình tập cái thói quen nữa thì mình sẽ phân tích ra được hết thôi chứ không có vấn đề gì khó hết. Từ từ mình đọc mình sẽ đọc ra được. Bây giờ các bạn có thấy cũng QS giống nhau hết nhưng mà có một cái QS là xảy ra sớm hơn thường lệ. Và trước đó có một cái QS các bạn sẽ nhận diện ra nó. Cái QS nào nó không có sóng P không? QS số mấy nó có sóng P? Cái này nó lõm tí này, vẫn có dấu lõm bởi vì cái điện tâm đồ này nó hơi cổ điển cho nên cái nét nó to. Đây là có P này. Dạ đúng rồi. Đây có P không? Có P không? Không. Thảo? Dạ. Dạ. Điện tâm đồ này Thánh Thảo. Dạ đúng rồi. Thế thì gọi là gì? Chú làm sổ đây. Vợ em mới về ở cùng à? Mới lập gia đình à? Hả? Gọi là gì Thảo? Dạ. Dạ. Cái gì? Mai Thi. Chị Hậu đúng không ạ? À, dạ. Mai Thi. Mẹ. Dạ. Mẹ là Đoàn Thị Lai. Dạ luôn. Dạ cái này là sóng B dạ. Anh ơi, ý là bọn em không có cô nữa là em có cần nhắn tin cho cô. Dạ luôn. Dạ. Bạn Thảo giờ tắt nghe mất đi giúp mình gọi điện đi. Dạ. Rồi, Mai Thi, mà đây là cái này, là cái này em nghĩ ngoài tâm thu ở nút. Cha mẹ em là có trẻ. Đúng rồi. À, dạ. Dạ. Dạ đúng rồi, dạ thế thì em nhắn. Anh Minh ơi, tắt mic cho anh đi. Dạ.
Dạ. Nhưng mà bạn nào đang nói dạ, cũng trong lớp có con năm sinh mà. Bên ơi. Dạ. Wow, cô kia tìm đi. Cô kia tìm hả? Dạ, dạ. Thế chào rồi hay sao? Các bạn dạ, trả lời xin hãy các bạn tắt tắt mic của mình đi. Các bạn có một dạ, số dạ. Bạn mic dạ. Nói chuyện riêng thật sự là làm cho ảnh hưởng lớp. Dạ. Dạ, 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 dạ. Nó nói vô. Mình biết các bạn nào đang nói dài dài đó. Đúng rồi. Dạ, dạ, em nhắn liền qua đây. Dạ, dạ, dạ. Bạn nào biết nhắc cho mình phát. Nhắc bạn nào đó đang nói chuyện riêng phát mic cho mình cái. Mình ơi. Mình ơi. Mình ơi. Thôi mình tiếp. Rồi cái này Thông. Bạn Thông. Em thầy. À, dạ. Này. Cái này hình ảnh ngồi tâm thu thất thầy. À, thầy hiện này chị em. Thì có thể thấy một cái QR nó hơi rộng. Đến sớm và không có cái không có sóng B này. Được rồi, alo. Bác gọi tiếng nha. 11 nè, ai vậy? Như vậy, football QS, cái này dễ nhìn thấy nhất trong các ngày rồi ngoài tâm thu nha. Vì họ tới sớm nha, và hình dạng nó bất thường nha. Đây là ngoài tâm thu thất. Bây giờ cái cơ chế để chúng ta biết vì sao mà xảy ra ngoài tâm thu. Nếu như mà xảy ra tại nút xoang thì chúng ta thấy nó vẫn là hình dạng sóng P, nhưng mà nó tới sớm thôi.